Soon after, không lâu sau đó, John Đại Giả đã bị bắt giam vì tội phỉ báng đức vua Herod. Và rồi Đức Giê-xu đã đến Capernaum, một thị trấn trong vùng Galilee. Dân chúng tập trung đông đảo và nóng lòng muốn nghe người giảng dạy. Lại không có cá nữa rồi. Thân thể chúng ta mỏi nhừ vì các ngày vật lộn trên biển. Chắc chắn là chúng ta không bắt đủ cá để nuôi gia đình. Phải, lại còn bọn thu thuế nữa chứ. Chúng không thèm quan tâm. Ngay cả khi thời tiết xấu và chúng ta đã đánh bắt được quá ít, thì chúng vẫn cứ liên tục đòi thu thuế. Xem ai đến kia, đây Jacob và John. Gần đây không gặp các anh, đi đâu vậy? Đi theo Jesus. Ngài đến đây để giảng dạy cho dân chúng à? Lúc đầu anh đi theo John Tẩy Giả, rồi bây giờ lại đi theo Jesus. Anh không hiểu là những người đó không thể làm thay đổi mọi việc hay sao? Ngày mai sẽ là giống như hôm nay và hôm qua thôi. Có lẽ nếu như anh chịu nghe Đức Chúa Jesus giảng dạy thì anh sẽ nghĩ khác. Cứ bảo ông ấy giảng cho lũ cá nghe và khiến cho chúng tự chui đầu vào lưới, thì lúc đó tôi mới chịu nghe theo. Thưa Thầy, đây là người anh em Simon Pharaoh của con. Tôi nên thuyền qua được không? Lên thuyền qua được chứ? Mời. Tin đồn về Đức Giê-xu đã lan truyền và dân chúng rất nóng lòng được nghe Ngài giảng dạy. Ông Giê-xu, xin đừng đi. Hãy giảng dạy chúng tôi nghe. Ông Giê-xu làm ơn giảng dạy. Nhưng khi họ thấy Đức Giê-xu lên thuyền của Simon Pharaoh, họ lo sợ rằng Ngài sẽ bỏ đi. Một ngày nọ, một người nông dân đi gieo hạt giống trên cánh đồng. Một số hạt giống rơi bên vệ đường. Ngay lập tức, về những con chim xà xuống và mang đi mất. Một số hạt giống khác lại rơi vào kẽ đá, nơi có rất ít đất. Mặc dù chúng nảy mầm rất nhanh, nhưng khi mặt trời lên, những hạt giống đó đã bị héo úa. Vì chúng không bám rễ sâu, chúng tàn úa dần và chết đi. Nhưng có một số hạt giống rơi vào nơi đất tốt, và chúng đã sản sinh ra một vụ mùa bội thu. Ý nghĩa của chuyện ngụ ngôn này là người đàn ông đi gieo hạt chính là người đi loan báo thông điệp. Thông điệp đó không được những người qua đường chú ý, và họ nhanh chóng quên đi. Hạt giống rơi trên đá là những người đã đón nhận thông điệp một cách vui vẻ lúc ban đầu, nhưng nhanh chóng đánh mất niềm tin khi vừa gặp khó khăn. Và hạt giống rơi trên đất tốt, những hạt giống đó chính là những người đã nghe được thông điệp và đón nhận đó, và chúng đã phát triển. Giờ đây hãy chèo ra vùng nước sâu và thả lưới đi. Nhưng ngoài đó hôm nay không có cá. Chúng tôi đã lao động suốt cả một ngày mà chẳng bắt được gì cả. Hãy làm như thầy nói đi. Chuyện này chỉ lãng phí thời gian. Tôi đã nói rồi mà, chẳng ích lợi gì. Kéo lưới lên đi. Nhưng anh hãy làm đi. Được thôi. Gì thế này? Jacob, John, đến giúp tôi một tay. Cá, cá, toàn là cá. Chúng ta chưa bao giờ đánh được một mẻ lưới nặng như thế này. Chúng ta bắt được nhiều hơn sức chở của con thuyền. Ha ha ha.
Xin Ngài hãy tránh xa con ra. Con là một kẻ tội lỗi. Tâm hồn con không có điều gì là tốt lành. Con không xứng đáng với Ngài. Simon Peter, đừng sợ. Hãy đi theo ta và lưới người thay vì lưới cá. Kể từ hôm đó, Simon Peter đã trở thành một trong những môn đồ trung thành nhất của Đức Giêsu. Có một đám cưới ở thị trấn Cana thuộc xứ Galilee. Hãy uống mừng đôi bạn hạnh phúc nhất. Bạn của bà Mary là cha mẹ của cô dâu. Đức Giêsu và các môn đồ cũng đến để chúc mừng. Anh nói chúng ta đã hết rồi nghĩa là sao? Anh có chắc không? Chúng tôi không chuẩn bị để đón tiếp nhiều người đến như vậy. Xin cho thêm rượu. Liệu của tôi cạn khô rồi. Làm ơn chuyển bình rượu cho tôi. Người quản gia đã hết rượu rồi. Chẳng còn giọt nào cả. Đó là điều bận tâm của mẹ hay của con. Thời điểm của con chưa đến. Cha mẹ của cô dâu là bạn tốt của mẹ. Không nên để ngày vui nhất của họ lại bị phá hỏng. Con có thể làm gì đó để giúp họ không? Được thôi thưa mẹ. Hãy tập trung người hầu bên thành giếng đi. Vâng thưa thầy. Hãy đổ đầy nước vào những chum vại đó. Nhưng để làm gì? Chúng tôi cần rượu không phải là nước. Hãy làm như con ta đã nói đi. Và khi đã xong, hãy mang một ít đến cho các vị khách danh dự để nếm thử. Nhìn kìa. Đổ vào là nước, nhưng khi rót ra lại là rượu. Đây là gì? Đây mới đúng là rượu ngon. Đúng là ngon thật. Hầu hết mọi người đều đãi khách bằng rượu ngon trước. Sau khi khách đã ngà ngà không còn gì để ý nữa, mới mang rượu dở ra. Còn anh, đúng là biết cách để tiếp đãi khách. Các bạn ơi, hãy uống mừng chú rể nào. Người đã để dành rượu ngon đến phút cuối cùng để cho chúng ta được mừng chú rể cô dâu.